Hi, bé chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn. Chiều hôm nay bây giờ là 17 giờ chiều. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên ngay cái vòng xoay Phú Lâm bên quận 6 nhá. Ngay đầu đường Bà Hom luôn. Hôm nay đi qua đây thì Kiên muốn chia sẻ với quý vị cái xe bắp của chị gái bán ở đây rất là nổi tiếng, cũng như là bắp ở đây thì mình ăn thì mình không thể nào chê được cái bắp ở đây quý vị. Tại vì Kiên ăn ở đây rất là nhiều lần rồi. Bắp như ý nhá, xe bắp như ý. Thì đây quý vị, đây là ngay đầu đường Bà Hom mà phía trước mặt quý vị là vòng xoay Phú Lâm nhé. Thì chúng ta đi ngay đầu đường Bà Hom thì ở đây là có một cái xe bắp, gọi là xe bắp như ý nha quý vị. Ở đây chị gái bán bắp ở đây thì Kiên đã ăn rất là nhiều lần rồi, và hôm nay thì chị mới vừa bán lại được cũng được khoảng một tuần nha quý vị. Và Kiên đi qua đây thì Kiên quay cập nhật lại cho quý vị xem là chị bán như thế nào, và bắp thì ở đây thì nó ngon làm sao nhá. Thì Kiên mời quý vị hãy cùng theo chân Kiên, chúng ta sẽ cùng khám phá xe bắp như ý nhá. Đây chị đang quý vị phía trước quý vị có thể thấy là chị trang trí cái xe bắp rất là đẹp luôn. Bên dưới là chị xếp một cái lớp lá, đấy, một cái lớp lá thơm, đấy. Và lá sâm á. Và bên trên là những cái bắp rất là tươi ngon quý vị. Đấy, bên trên là cái bảng hiệu là xe bắp như ý nhá. Ở đây đó thì chị bán đa số cho các anh chị gọi là khách đi làm về này, nói chung là dân lao động ăn được, và xe ô tô ăn cũng được, xe máy ăn cũng được. Nói chung là bắp thì là một cái món ăn mà rất là quen thuộc với lại tất cả mọi người rồi. Và ăn bắp thì nói chung là mình thấy là nó rất là tốt cho sức khỏe. Rồi thì giờ chúng ta sẽ lại xem chị nấu bắp làm sao nhé. Đây quý vị thấy là Kiên đứng ở đây xem chị đang vớt bắp lên đó, nóng hổi luôn. Em chào chị. Chị chào em. Chị khỏe không? Dạ khỏe cơ. Lâu quá rồi mới sang, gọi là do dịch nên là mới sang thăm chị được này. Dịch quá, trình dịch luôn. Dạ. Chị nghỉ tới năm. Vậy là chị nghỉ mấy tháng ha? 5 tháng rồi. 5 tháng luôn. Chỉ thị 15 là ba ông có cho bán. À, chị nghỉ mất 5 tháng từ khi chỉ thị 15 nha quý vị, chứ không phải là chỉ thị 16 chị mới nghỉ. Chỉ thị 15 là đã nghỉ rồi. Đấy. Và đây chị mới bán lại được khoảng một tuần. Đấy, bán lại được một tuần rồi. Bắp ở đây thì hôm nãy là chị có chia sẻ là không có tăng giá đúng không chị? Không, đấy. Không có tăng giá. Vẫn là ngày xưa phải bán sao giờ bán y chang vậy ha. Dạ. Ở đây thì có bắp nếp này, rồi bắp Mỹ này, và ngày còn có bắp Nữ Hoàng nữa, mà hôm nay thì bắp Nữ Hoàng chưa có về nha quý vị. Nữ Hoàng thì chị bảo một tuần nữa mới có. Đấy. Bắp hôm nay thấy là bắp rất là bự quý vị, bắp to. To mà rất là đẹp. Đây cái nồi bắp to lắm mà không. Đây là lá dứa. Lá dứa hả? Cái lá dứa này nấu là nó rất là thơm luôn quý vị, thơm á. Cái lá này thấy nhiều người ta làm bánh á, là người ta đúng rồi. Bánh lá dứa. Làm bánh. Có màu màu cây chim là nó thơm. Đây. Đây chúng ta gặp chị Như Ý. Ủa? Nói bán lại một tuần, nói chung dạ. Là cũng đây ra. Chị có cái chia sẻ gì muốn nói với lại khách hàng không, khán giả không? Dạ có, lâu quá rồi mình dạ. cũng không có chia sẻ thì dạ. Thứ nhất cũng như là dịch bệnh giờ đang còn nghỉ gián đoạn, giờ dạ. Không bán là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là giờ đâu biết nói gì hơn đâu giờ. Dạ. Giờ chỉ cầu mong sao mà dịch bệnh nó sớm qua đi. Dạ. Nó cho kinh tế nó hả bình thường lại để mọi người có cuộc sống bình thường, chứ chị hàng đêm rồi hàng ngày chị cầu trời thần Phật để cho mọi người được bình an và tất cả mọi người được bình an để làm ăn trở lại. Dạ. Cái dịch này khổ quá rồi. Dạ. Vậy là hàng ngày á thì chị vẫn bán cái giờ cũ đúng không? Đúng rồi, cũng bán y như giờ cũ nhưng mà chị chưa có được đậu lên đó tại vì ta chưa có chỗ bán hàng rong này. Dạ. Giờ mình kinh tế kiệt quệ giờ ra mình bán để kiếm. Dạ. Vậy là mình khó khăn quá rồi mình ra, nói chung là mình
ở nhà đâu có làm gì ra tiền kinh tế đâu đúng không? Có làm gì ra tiền. Nên là mình phải cố gắng thôi. Đúng rồi. Dạ. Thôi đâu nghĩ dịch bệnh nó kéo dài lâu gì đâu. Dạ. Bây giờ nó lầm thì đụng nó rách thì đụng nó nát. Nói chung hồi lúc mà dịch dòng nó nghỉ kéo dài, có nhiêu tiền thì chỉ có. Vì chị hả cũng chia sẻ rồi ngày kia mua cho bà con công nhân nghèo đổ trên có người chân chút ít vậy đó, có gì cho nấy. Thì chờ giảm dịch thì đi ra đi bán. Dạ. Đi bán đi kiếm tiền để duy trì cuộc sống thôi. Duy trì cuộc sống. Dạ. Thế là giờ cứu của chị là mấy giờ ta? À, bình thường sáng là 6 giờ là đã có bắp rồi. Dạ. 6 giờ là 6 giờ sáng bắt đầu có bắp rồi. Có bắp rồi đó. À. Bán tới 11 giờ mấy đêm lận rồi. Dạ. Giờ thì tới 8 giờ mấy 9 giờ chị mới ra mà ta chưa cho bán. À 8 giờ mấy là 8 giờ sáng là bắt đầu bán. Bán đến khoảng 11 12 giờ đêm. 11 giờ đêm. 11 giờ đêm. Đấy. Đây là chị đứng ngay mé đường Bà Hôm luôn chứ mình ngay ngay đầu đường Bà Hôm luôn nha chị vị. Chị đứng ngay đầu đường Bà Hôm luôn. Cứ tới ngay mé đường Bà Hôm là thấy xe bắp rồi. Ủa nếu mà khách hàng mà đặt mua qua điện thoại á thì chị có giao tận nơi nếu mà số lượng lớn không? Có giao luôn. À có giao tận nơi đúng không? Dạ, à. Dạ. Có nghĩa là ai mà muốn ăn bắp sống á. Dạ, hoặc là bắp chín gì đấy. Quý vị có thể là đặt hàng qua số điện thoại của chị. Đặt hàng qua có số điện thoại 0909 24 3332 3332 là đấy cứ gọi cho chị nha. Dạ. Dạ. Chị nói tên luôn để có quý vị biết. Chị Hà. Chị Hà đúng không? Xe bắp Như Ý là tên. Xe bắp Như Ý là tên con. Là con gái chị. Đấy, mọi người cứ tưởng là chị Như Ý nhưng mà không phải là chị tên Hà nha quý vị. Xe bắp Như Ý là con gái chị là tên Thái Thị Mộng Hà. À, Thái Thị Mộng Hà. Dạ. Dạ. Đây giờ chúng ta xem cái nồi bắp này. Để chị lấy cho em một trái non đi, em ăn ngay tại chỗ luôn. Dạ. Nói chung bắp của chị là em ăn bị ghiền rồi. Ăn quen rồi, khách quen rồi. Nên là không cần phải quảng cáo nhiều nữa. Bệnh nó qua đi rồi, nói chung là bán lại thì nó cũng vắng lắm. Mình còn vắng khách, ta cũng chạy ra đường. Lấy cái non là gì? Cái nhỏ nhỏ thôi, đừng mình to đâu. Cái nó to nhưng mà nó vẫn non em. Dạ. Không phải nó to mà nó già bắt đầu. Dạ. Đấy. Khi nó già mà trái nhỏ nó cũng già. Dạ. Ai. Mình là lúc nào mình qua đây là mình phải ăn một lần là phải ăn hai trái, nhưng mà nếu mà bắp của chị đó ăn hai trái là no luôn á, còn ăn một trái là cũng là phê phê rồi. Trái 10.000 vậy là bình thường vậy đó. Dạ. Đây bắp Mỹ. Thì cái bắp giờ đang bắt một cái. Dạ. Vậy thôi. Đây cái nồi bắp này. Cái này thì mình luộc khoảng bao lâu là chín vậy? Tùy theo như than á thì em có nước sôi là nó nhanh đó. Dạ. Mười phút là chín rồi đúng không? Dạ, còn em để lâu quá nó không ngon lắm. Dạ. Có nghĩa là khách mua đến đâu thì mình luộc đến đó đúng không? Chứ mình không có để qua đêm hay là gì hết. Lúc mà dịch không có là giờ này nấu là nấu quá không kịp á. Dạ. Giờ chúng khách đây ta có đi làm lại từ từ. Bắp của chị là ăn là đảm bảo sức khỏe đúng không? Không có nấu là không có bỏ gì hết. Nấu tự nhiên tại chỗ là để kéo cái than lò. Nấu tự nhiên tại chỗ luôn, không có bỏ gì hết, hóa chất hết chiếc nha quý vị, bắp chị. Dạ. Đây, xin mời quý vị nhé. Ăn bắp là phải ăn nó phải nóng nóng mới ngon. Đây, chị đang ăn đây quý vị. Bắp rất là ngon luôn. Tươi ngon. Ở đây có bắp nếp. Bắp Mỹ. Bắp Mỹ thì hôm nay chưa có. Đó, bắp không bắp nữ hoàng nhé, bắp nữ hoàng hôm nay chưa có. Bắp này bắp Mỹ. Bình thường ấy, chị chia sẻ là bình thường. Nếu mà chưa có dịch thì bán một ngày cỡ 500, 700, 1.000 cái á.
Nhưng mà nay dịch thì vắng hơn rất là nhiều quý vị ạ. Mình ăn vèo cái gần hết cái này. Cái 10.000 ăn no luôn á. Ăn no luôn chị ạ. Cái này về làm các món ăn khác, ví dụ như món chay hay là món gì đó, là ăn gói chả giò. À, gói chả giò hay là chay rồi. À. Làm đủ thứ hết. Dạ. Món bắp là nó dễ ta. Món bắp dễ chế biến. Chế biến được nhiều không? Dạ. Bắp tươi nè, mấy non nha. Bắp mà mấy bữa là bắp tô rồi. Không có nhiều người khách tới lại hỏi sao ở đây bán 10.000 mà chỗ kia người ta bán 10.000 ba trái. À. Thì những cái lúc đó bắp nó bị dội. Dạ. Cái hàng đó là hàng bụi hoặc là bắp nhỏ. Bắp nhỏ hoặc này nó nhiều loại bắp lắm. Dạ. Bắp lớn rồi bắp nhỏ rồi bắp bò, bắp cào, đủ thứ, người ta lấy mấy cái đó thì nó rẻ. Thì quan trọng là mình ăn một lần mình có muốn ăn lại không, tại vì cái chất lượng đó. Bắp tươi ăn là biết liền rồi, bắp mà để mấy bữa là ăn nó khô á. Gì trong vắng hả chị hả? Ừ, còn vắng quá. Bán cũng được 400. Ừ. Nếu mà không có dịch là bình thường chị bán khoảng ngàn cái. Giờ chị bán được cũng 400. Giờ là 400-500. Vừa Mỹ vừa nếp được 500 á. Dạ. 500 có khi ngoài 500. À. Vậy là hơn lắm rồi đó. Dạ. Nói chung là giờ là giảm đi 50% á. Ta đi làm rồi nói hết rồi bình thường đó rồi. Dạ. Cố gắng lên thì chị Nam thắng dịch rồi. À. Mấy trái anh? À, dạ, dạ. Dạ. Ngày xưa là có em trai chị bán cùng chị, giờ chị bán với lại ông xã chị nhé. Dạ, bán với ông xã. Quá rồi, nó đi bán cái cây thêm. Dạ. Bắp ngon quá trời. Ngon quá, em ăn gần hết rồi. Mấy tháng rồi mới được ăn bắp của chị á. Trời ơi, ở nhà nó buồn. Nó buồn quá, chị mà buồn luôn. Tâm biết cho hết, để đi bán. Dạ. Hai rồi. Rồi mình ăn hết một cái nè.
này là mình nhập ở đâu đây chị nhỉ? Ở Tiền Giang á. Tiền Giang đúng không? Dạ. À. Ba trái nha. Dạ dạ. Bạch. Ngon quá trời, ngon luôn. Ngon không? Dạ. Đúng rồi, có còn em hả? Em với ông xã em á. Còn ngon nữa. Còn ngon nữa. Dạ dạ. Bây giờ mà đi làm về quý vị, giờ mà mọi người đi làm về là chị bán liên tục không nghỉ luôn đấy. Nói chung là còn gặp chị em mình gặp nhau đây là hạnh phúc rồi. Chứ nhiều người gọi là dịch là mấy mà khách hàng của chị ha, mà ngồi lại là chị mừng, ngồi lại chị mừng, ngồi không thở là chị mừng, mà mình nói mình bán được cái gì mà nãy mà thấy còn mình thấy người ta khỏe này, mọi người khỏe. Là chị mừng rồi đó. Dạ. Nói mà mũi ai gà. Dạ. Giái dữ lắm. Dạ. Chị này không có gặp cái gì về kinh phật gì gì, chị cứ niệm phật cái giái cho mọi người thôi. Dạ. Rồi chết chóng hết rồi. À quý vị ơi, rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video rồi nhé. Thì Kiên sẽ để cái số điện thoại của chị bên dưới phần miêu tả cũng như là địa chỉ để quý vị có dịp đi ngang qua cái vòng xoay Phú Lâm ngay đầu đường Bà Hom thì quý vị có thể là ghé để ủng hộ xe bắp chị Như Ý nhé, xe bắp chị Hà nha quý vị. Đấy, chị bán bắp rất là, bắp của chị là tươi ngon và là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy, quan trọng là chị bán bắp nói chung là rất là vui tính. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.